Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Phương Oanh bật chế độ Phương Nam dằn mặt Trương Quỳnh Anh trên sóng truyền hình chỉ vì chơi xấu. Phương Oanh lên tiếng cực gắt, tỏ rõ thái độ với lối chơi không đẹp của Trương Quỳnh Anh trong một chương trình truyền hình thực tế. Mới đây, một đoạn video của Phương Oanh và Trương Quỳnh Anh được cắt trong chương trình truyền hình thực tế mang tên Mỹ Nhân Hành Động, được chia sẻ lại và nhanh chóng khiến dân tình xôn xao. Đoạn video gây chú ý với thái độ cực gắt của Phương Oanh khi thể hiện sự bức xúc về lối chơi không đẹp của đội trưởng Trương Quỳnh Anh. Cụ thể, trong một tập của chương trình Mỹ Nhân Hành Động, Trương Quỳnh Anh đã giấu đồ của đội bạn với lời giải thích: trong một cuộc chơi cần phải có chiến lược, chiến thuật. Ngay từ ban đầu, ban tổ chức không có nói gì về chuyện giấu đồ và tôi không nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng trong quá trình di chuyển, anh Thập, đồng đội của Trương Quỳnh Anh có nói đến chiến thuật đó và tôi nghĩ không phạm luật nên đã làm. Ngay lập tức, Phương Oanh đáp trả lại gay gắt và khẳng định Trương Quỳnh Anh đang biện minh cho lối chơi xấu của mình. Như thế không phải là chiến thuật mà gọi là chơi xấu, chiến thuật phải là công bằng và minh bạch. Đừng mang từ chiến thuật ra để biện minh cho việc chơi xấu. Thứ hai, khi các bạn giấu đồ, các bạn giấu ở nơi rất xa, chỗ đó là nơi không đảm bảo an toàn, đã có người đi tìm đồ và bị rất nhiều gai đâm vào người. Tôi không đồng tình với việc này. Không dừng lại ở đó, hành động của đội Trương Quỳnh Anh còn khiến Phương Oanh thẳng thừng tuyên bố sẽ dừng chơi nếu sự bất công này không được giải quyết. Cuối cùng, do là đội thấp điểm nhất nên trong tập này Trương Quỳnh Anh đã phải ra về. Nhiều khán giả khi theo dõi lại đoạn video này cho rằng kết quả này là xứng đáng và hành động của Phương Oanh cũng là hợp lý. Thậm chí nhiều người còn vui đùa rằng thấp thoáng hình bóng của Phương Nam trong hương vị tình thân. Đâu đây khi Phương Oanh bức xúc ra mặt để lấy lại minh bạch cho cuộc đua. Hiện tại Phương Oanh đang có sự hiện diện đáng chú ý trong bộ phim Hương Vị Tình Thân. Trong phim, cô vào vai Phương Nam, một cô gái mạnh mẽ, cá tính, sẵn sàng đứng lên bảo vệ điều tốt đẹp, sự bất công. Với vai diễn này, Phương Oanh ngày càng nhận được nhiều tình cảm của khán giả với diễn xuất, tiến bộ qua từng tình tiết phim. Với đồ phủ sóng của bộ phim Hương Vị Tình Thân, những thông tin cá nhân cơ bản về tiểu sử diễn viên Phương Oanh đang được mọi người săn lùng khắp nơi. Sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đầy đủ nhất cho các bạn độc giả. Diễn viên Phương Oanh tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1989, quê ở Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Cô có chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 84, 6292. Phương Oanh luôn giữ được thái độ làm việc nghiêm túc. Diễn viên Phương Oanh không chỉ là người mẫu mà còn lấn sân thành công qua các vai trò diễn viên. Hầu hết các bộ phim nổi tiếng có sự tham gia diễn xuất của cô đều đạt được một thành công nhất định. Phải kể đến những bộ phim như Gái Già Xịt Tin, Hoa Bay, Ngược Chiều Nước Mắt, Quỳnh Búp Bê và gần đây nhất là bộ phim Hương Vị Tình Thân. Đối với vai trò người mẫu, Phương Oanh đã từng hoạt động trong câu lạc bộ người mẫu Venus ở miền Bắc cùng với người mẫu nổi tiếng Andrea. Theo như diễn viên Phương Oanh chia sẻ, cô đã có một thời gian làm việc đầy cực khổ, cô phải đi làm các công việc chân tay để trang trải cuộc sống của mình. Sau đó, cô quyết định tiếp tục tập trung vào việc học đại học. Đến năm thứ 3 của đại học, cô đã bắt đầu đăng ký tham gia cuộc thi sắc đẹp như Hoa Hậu Trang Sức. Đây chính là cơ hội mở ra cho cô đến với ngành người mẫu. Nhờ vào ngành người mẫu, Phương Oanh cũng từ đó mà biến duyên về nghệ thuật. Những ngày đầu mới khi vừa bước chân vào nghề diễn viên Phương Oanh chỉ đóng những vai nhỏ hoặc những vai cần có ngoại hình đẹp và biết một chút diễn xuất là được. Tuy nhiên vào năm 2012, cô đã có cơ hội biến duyên về bộ phim Hoa Bay, từ đó cái tên Phương Oanh cũng được nhiều người biết đến hơn. Vào năm 2017, cô đã bắt đầu chân chút nhan sắc và định hình phong cách của mình rõ ràng hơn. Diễn viên Phương Oanh rất chịu khó thay đổi hình ảnh của mình để đem đến sự đa dạng, sắc màu cho khán giả. Có những lúc Phương Oanh chọn cho mình một phong cách dễ thương, nữ tính kiểu Hàn Quốc. Có lúc cô lại chọn cho mình trang phục thanh lịch và phong cách trang điểm trong suốt. Nhưng cũng có lúc diễn viên Phương Oanh đem đến cho khán giả một hình tượng sexy táo bạo. Cô nàng chọn cho mình màu son môi đầm cùng với những chiếc váy xẻ ngực gợi cảm thể hiện rõ ràng cả tính riêng của bản thân. Còn nhớ vào bộ phim Ngược Chiều Nước Mắt, diễn viên Phương Oanh đã được nhiều khán giả chú ý hơn. Trong bộ phim này, Phương Oanh đảm nhận vào vai Mai, một cô nữ sinh nhập viện có một giọng ca ngọt ngào giã diệt. Để có thể vào vai diễn này thành công, cô đã phải diễn nhiều cảnh ca hát trên sân khấu. Bất ngờ cô gây ấn tượng với khả năng nhập tâm vào vai diễn với lối xuất của mình. Đến tháng 10 năm 2018, nữ diễn viên đã tham gia một cuộc phỏng vấn và có tâm sự về chuyện đời tư của mình. Câu chuyện của cô chia sẻ cũng khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng và gây tranh cãi. Cô được cho là quá thật thà khi chia sẻ mình bị lạm dụng từ lúc 5 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ mãi một buổi trưa và khi đó là lúc tôi 5 tuổi. Lúc đó tôi đã bị một anh hàng xóm 15 tuổi
mà hàng ngày vẫn thường chơi đùa với nhau, bế lên giường, sau đó ghi chặt cả chân tay tôi lại chuẩn bị giở trò, nữ diễn viên chia sẻ. Sau khi câu chuyện được công khai với công chúng đã trở thành một chủ đề bàn tán của cư dân mạng, người cho rằng đây là một câu chuyện vô lý, người thì bày tỏ sự đồng cảm với cô. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.